mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chung Phim 4.0. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu những tin tức mới nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Vào lúc 15:30 ngày 11 tháng 1 đã diễn ra lễ chào giải Weibo, hay còn được gọi với tên Đêm hội Weibo 2019, đã chính thức được diễn ra tại Bắc Kinh. Sự kiện bùng nổ, tạo lên cơn sốt truyền thông khi có sự tham gia của hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Mịch, Địch Lệ Nhật Ba, TS Boy, Ngưu Hạo Nhiên, Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, kết quả voting và quen của Weibo Chi Dạ năm 2019 đã được đăng tải. Tiêu Chiến và Dương Tử là hai minh tinh giành giải chiến thắng ở bảng nam và nữ. Việc Dương Tử và Tiêu Chiến nhận được giải King và quen của Weibo là một sự trùng hợp thú vị khi cả hai đều đang hợp tác đóng chính trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Bộ phim này không chỉ có diễn viên lưu lượng thực lực mà đội ngũ chế tác, sản xuất của bộ phim cũng đặc biệt có tiếng. Điều này giúp cư dân mạng đặc biệt tin tưởng và chờ mong ngày bộ phim ra mắt. Ở bảng nam, Tiêu Chiến giành chiến thắng, trở thành Queen Weibo Chi Dạ năm 2019 với tổng số phiếu bầu hơn 10 triệu, làm diễn viên bắt đầu nổi tiếng vào mùa hè năm nay sau sự thành công của drama Trần Tình Lệnh. Bộ phim đã giúp Tiêu Chiến bước lên hàng đỉnh cao, nhiều lần dẫn đầu trong các bảng xếp hạng khác nhau. Trong khi đó, ở bảng nữ, Dương Tử giành chiến thắng, trở thành Queen Weibo Chi Dạ năm 2019 với tổng số phiếu hơn 6 triệu lượt vote. Dương Tử bước chân vào làng giải trí khi còn nhỏ tuổi và sớm tạo ra những tiếng vang. Thế nhưng, danh tiếng của cô làng thật sự tạo nên đột phá là vào 2 năm trở lại đây sau sự thành công của Hương Mật Tựa Khói Xương và Thân Ái Nhiệt Ái. Khả năng diễn xuất của Dương Tử được mọi người công nhận là đối tượng nữ chính lựa chọn đầu bảng của các đạo diễn. Cả hai trong mùa hè năm 2019 đã khẳng định được tài năng của mình qua các vai diễn trong phim ảnh. Hai giải thưởng cao quý này hoàn toàn xứng đáng với Tiêu Chiến và Dương Tử. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ sự hợp tác của cặp đôi này trong thời gian sắp tới với siêu phẩm điện ảnh Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Đây được cho là một trong những dự án phim được đánh giá là sẽ gây bão cộng đồng mạng xã hội trong mùa hè năm 2020. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.